Ngày 6 tháng 10, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp Công an thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó sáng cùng ngày, tài xế sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe container chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi xe vừa qua trạm thu phí Long Phước khoảng 200m thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thì đầu xe bốc khói. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm đầu xe và lan khắp xe. Tại hiện trường, phần đầu xe bị cháy rụi. Vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng dài hơn 7 km theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai.